Xin chào những khán giả thân thương của Skybook Radio. Bạn đang lắng nghe cuốn sách Chết bởi giả tạo, tác giả Phạm Sĩ Thanh, được phát sóng độc quyền trên Skybook Radio. Giọng đọc Công Nghĩa. Cần Thơ ngày 23 tháng 3 năm 2019. Không có cơm ăn nước uống, người ta sẽ chết trong vài ngày. Không có đạo đức lương tri, người ta sẽ chết sau vài thế hệ. Theo Phạm Sĩ Thanh. Lời của tác giả. Xã hội sẽ ra sao nếu đạo đức chỉ được coi là một trò hề? Theo thần thoại Hy Lạp, loài người bắt đầu biết giả dối từ khi chiếc hộp Pandora được mở ra. Tất nhiên, thần thoại chỉ là thần thoại, nhưng nó cũng cho ta thấy được sự giả dối đã xuất hiện từ thời xa xưa. Chúng ta được sinh ra với bản năng ham muốn, tự thân bản năng ấy không biết giới hạn, không biết phải trái đúng sai, mà chỉ cần được thỏa mãn. Nếu nhu cầu không được đáp ứng, nó sẽ hành hạ con người cho đến khi thỏa mãn mới thôi. Các nhà tâm lý học ví hình ảnh đứa trẻ trong cơn đói là hình ảnh sống động nhất của bản năng. Bạn không thể bắt một đứa trẻ sơ sinh phải hiểu chuyện và chờ đợi. Khi đó, đứa trẻ sẽ đòi hỏi bằng cách la khóc. Nó không cần biết lúc đó bố mẹ đang bận rộn hay gặp tình thế cấp bách. Nếu bố mẹ không đáp ứng, nó sẽ quấy khóc cho đến khi được bú sữa hoặc đến khi kiệt sức. Bản năng là như vậy, nó hoạt động hoàn toàn vô thức và chỉ ngủ yên khi được thỏa mãn. Theo thời gian, chúng ta dần dần hấp thu được nhiều giá trị đạo đức mà xã hội đặt ra. Đó cũng là cơ sở để hình thành bản ngã của con người. Chúng ta bắt đầu biết sử dụng bản ngã để chế ngự bản năng, không cho bản năng hành xử vô thức. Đôi khi, sự khắc chế của bản ngã lên bản năng không đơn giản là sự chế ngự. Đó là quá trình tự cảm hóa. Một số người gọi đó là sự hướng thiện, rằng chúng ta luôn có xu hướng tự thanh lọc phần bản năng đen tối của mình. Tuy nhiên, khi một điều kiện nào đó xuất hiện làm cho bản ngã bị mất đi khả năng tham chiếu, ví dụ như xã hội có quá nhiều giá trị tốt xấu bị đảo lộn, cái thiện không được bảo vệ trong khi cái ác được tiếp tay, người thấp kém phải cúi đầu trước kẻ có thế lực, bản ngã sẽ mất đi sức mạnh và trở nên yếu thế trước bản năng. Dần dần, bản ngã chỉ đủ sức giữ cho chúng ta một vỏ bọc, một vẻ ngoài đạo mạo, trong khi bản năng đang điều khiển hoàn toàn hành vi bên trong. Lúc đó, chúng ta trở thành những con người sống giả tạo, hay nói kiểu cách hơn, chúng ta đeo mặt nạ để đối diện với nhau. Hãy thử tưởng tượng, bạn cực kỳ chán ghét sếp, nhưng ngoài mặt vẫn sở lởi nói cười, một dạ hai thưa, vì bạn không muốn bị sa thải. Bạn cảm thấy anh bạn đồng nghiệp vô cùng khó ưa, hay khoác lác và khoe mẽ, nhưng bên ngoài bạn vẫn tỏ ra thân thiết, thậm chí tâng bốc anh ta. Bạn đưa tất cả hình ảnh cá nhân của mình lên mạng xã hội, ngụy tạo một cuộc sống màu hồng, nhàn nhã như chú mèo lười, trong khi bản thân đang sắp chết ngạt với một mớ deadline và nguy cơ bị đuổi việc. Bạn sẵn sàng mua một đôi giày, một bộ quần áo hàng hiệu để tỏa sáng trong một lần đi tiệc, để nhận lại những lời khen vô thưởng vô phạt, trong khi phải nhịn ăn nhịn uống gần cả tháng. Rõ ràng, theo bản năng, ai cũng muốn được công nhận, được sung sướng, được nổi bật. Tuy nhiên, thay vì hành xử theo bản ngã, tức là cố gắng làm việc, phấn đấu để đạt được một điều gì đó, chúng ta lại tự tô vẽ những hình ảnh đẹp đẽ để làm thỏa mãn nhất thời nhu cầu của bản năng đang được che đậy bên trong. Vì sao bạn phải làm như vậy? Vì đám đông xung quanh đang hành xử như vậy. Trong khi lên án kẻ khác giả dối, chính người lên án cũng đang không thành thật với bản thân. Cuộc sống ngày càng phát triển, nhưng con người đang thụt lùi. Chúng ta dần dần đánh rơi bản ngã để quay về với bản năng vốn có. Trong tiềm thức, chỉ khi được thỏa mãn nhu cầu, chúng ta mới thấy hạnh phúc. Chúng ta ghét phải chờ đợi, thích mê khi nhìn thấy những thành công nhanh chóng, không cần bỏ công lao động. Những phẩm chất như sự kiên trì, nỗ lực hay trung thực trở thành nhân vật quần chúng, hoàn toàn mờ nhạt bên cạnh những vai diễn giả tạo, màu mè, lố lăng, nhưng được công chúng hoan hô và tán thưởng nhiệt liệt.
cần nhìn nhận một sự thật rằng xã hội chúng ta đang tồn tại rất nhiều giá trị bị đảo lộn, cái xấu đổ chỗ cho cái đẹp, lời nói dối được đón nhận nhiều hơn lời nói thật, thậm chí sự giả dối có thể hái ra tiền. Vậy, một người chăm chỉ, trung thực có thể sống nghèo khổ hơn một kẻ bịp bợm. Có người còn vui tính nói rằng thực trạng xã hội chính là một cô gái đẹp chỉ học hết cấp 2, cả năm không làm gì ngoài việc chụp vài bộ hình khêu gợi nhưng lại có thể sống giàu có, vật chất phủ phê gấp trăm lần những giáo sư, tiến sĩ ngày đêm ngồi nghiên cứu về thực trạng xã hội. Tuy nhiên, thực trạng ấy còn nguy hiểm hơn một lời nói đùa, bởi lẽ nó đã góp phần định hướng nhận thức xã hội, biến cái vỏ bọc trở thành trung tâm được ngưỡng mộ, tung hô, bỏ mặc cái bên trong thối nát tồi tàn đến đâu cũng được. Người ta sẵn sàng hành động giả dối, ngụy tạo cho bề ngoài thật đạo đức xinh đẹp để thu về những giá trị đôi khi vô cùng to lớn nhưng cũng vô cùng tạm bợ. Theo các nhà tâm lý học, đôi khi chúng ta cần sự giả tạo để xoa dịu những ham muốn không có giới hạn của con người, nhưng đó chưa bao giờ là lựa chọn mang tính dài lâu. Mọi sự xoa dịu đều chỉ có tác dụng nhất thời. Vậy nên, nếu lấy sự nhất thời ấy làm chiến lược cho cuộc đời lâu dài của mình, sẽ đến lúc bạn phải lãnh hậu quả. Con người ham thích nhiều thứ, và tất cả những thứ con người ham thích đều cần đến sức lao động mới có được. Nếu chỉ đơn thuần muốn thỏa mãn bản năng mà không cố gắng, chúng ta rất dễ rơi vào ma trận của sự giả tạo. Khi đó, chúng ta tưởng đó là thành quả, nhưng thực chất chỉ là kết quả giả dối. Hãy thử quan sát một cây cổ thụ. Chẳng có cây cổ thụ nào đột nhiên to lớn chỉ trong vài tháng. Nó phải tích lũy từng chút dinh dưỡng qua hàng chục, hàng trăm năm để trở nên vĩ đại. Cây cối không thể giả tạo, nhưng con người thì có thể. Chúng ta ham thích sự mau lẹ, phát triển thần tốc, nên có thể ngụy tạo cho mình bề ngoài là cây đại thụ, dẫu bên trong chỉ là một cây non vài tháng tuổi. Bạn có thể gồng mình để lòe bịp mọi người, nhưng sự bịp bợm ấy có thể kéo dài bao lâu? Thậm chí khi bão giông xuất hiện, bạn phải đối mặt như thế nào? Ở thời điểm hiện tại, có lẽ sẽ rất khó thuyết phục các bạn tin rằng sự giả tạo cuối cùng sẽ đưa chúng ta đến thất bại. Chỉ có trung thực mới tạo nên phồn thịnh. Nhưng hãy tự hỏi lòng mình, có bao giờ bạn dám tin dùng một nhãn hàng mẫu mã đẹp nhưng chất lượng dở tệ, thậm chí còn gây hại cho sức khỏe? Bạn thích sống ở những quốc gia phát triển, nhưng sự phát triển ấy từ đâu mà có? Chắc chắn chúng được tạo dựng từ uy tín của những thương hiệu chất lượng, chứ chưa bao giờ từ tư tưởng làm ăn giả dối để thu về những giá trị tạm bợ nhất thời. Nhà văn nổi tiếng Stephen Covey trong cuốn sách 7 thói quen hiệu quả đã viết: "Nếu tôi chỉ sử dụng nhiều cách thức hay kỹ thuật để tạo ảnh hưởng, khiến người khác làm theo ý mình, cho công việc tốt hơn, để tôi có nhiều cảm hứng hơn, hoặc để họ yêu thích tôi hơn, trong khi điều căn bản ở đây là phẩm giá của tôi thì què quặt, được xây dựng trên nền tảng của việc sống hai mặt, thiếu chân thành, thì về lâu dài tôi không thể thành công." Khi nói về thói quen giả dối, chỉ biết dùng lời nói, biểu hiện bên ngoài sẽ thu phục lòng người, Covey đã khẳng định sẽ chẳng có khác biệt thực sự nào xảy ra, cho dù bạn có tài ăn nói khéo đến đâu, hay thậm chí là có thiện chí ra sao. Nếu thiếu đi sự tin cậy, sẽ không thể có cơ sở để thành công bền vững. Khi cố tình sống giả tạo, chúng ta sẽ không thể nhận ra giá trị thực sự của mình, lâu dần bị lạc trong ma trận do chính bản thân bày ra. Chúng ta còn không biết mình là ai, mình có thể làm được gì ngoài việc trưng ra những tấm hình hoàn toàn trái ngược với con người thật của bản thân. Nếu tình trạng đó cứ tiếp diễn, thử hỏi chính chúng ta sẽ phải tin vào điều gì? Trong khi mọi thứ đều là gian dối, xã hội như thế, dù phát triển hơn nữa, liệu có phải là xã hội đáng sống? Liệu chúng ta có đang tự đầu độc và đưa mình đến chỗ hủy diệt mà không hề có ý thức về điều đó? Xã hội sẽ ra sao nếu con người không còn nhớ đến cái tốt, không còn được hít thở sự trong lành của cái thiện? Chúng ta sẽ ra sao khi bản thân quên luôn cách sống, chỉ biết tồn tại giữa bầu trời không khí giả tạo? Cuộc sống của chúng ta hay bị gắn với cuộc sống của phù du.
không phải do nó quá ngắn ngủi, mà do đa số con người trong cuộc đời ngắn ngủi của chính mình thường chọn cách sống phù du, tạm bợ. Chương 1. Điều gì đang chi phối hành động của chúng ta? 1. Bên trong thế giới tâm lý con người, bộ ba bản năng, bản ngã và siêu ngã. Các nhà tâm lý học đương đại phân tích tâm lý con người thành 3 phần, gồm bản năng, bản ngã và siêu ngã. Theo ngôn ngữ thông thường, bản năng là nhu cầu hoạt động hoàn toàn vô thức dựa trên nguyên tắc thỏa mãn, tức là khi bản năng đòi hỏi thì chủ nhân của nó phải đáp ứng. Nó sẽ duy trì sự đòi hỏi cho đến khi nào nhu cầu được đáp ứng mới thôi. Rủi thay, nhu cầu của bản năng là nằm trong vùng tối của tâm lý con người. Nó là những nhu cầu phục vụ riêng cho cá nhân, bao gồm ăn, uống, tình dục, danh vọng. Con người gọi chúng bằng cái tên chung là dục tính. Những nhu cầu này có thể thiêu đốt, dày vò, khiến con người mất đi nhận thức, lương tri. Quan trọng hơn, dục tính có sẵn từ khi chúng ta sinh ra, cũng là nguồn gốc sinh ra sự ích kỷ, ác độc, ganh tị, giả dối. Như vậy, bẩm sinh con người đã mang trong mình những bản năng, chúng nằm sâu trong vùng vô thức của chúng ta. Đôi khi bạn không nhận ra sự tồn tại của nó, bạn bị nó điều khiển và hành động mà hoàn toàn không nhận thức được mình đang bị bản năng chế ngự. Có rất ít tội phạm thừa nhận hành động của mình là sai trái. Chúng luôn có lý do bào chữa cho hành vi của mình. Chúng làm điều ác nhưng bản thân lại không coi đó là sự xấu xa. Trong trường hợp đó, các nhà tâm lý học cho rằng con người đã bị bản năng đầu độc đến vô minh, chỉ còn tồn tại với bản chất con vật. Đáng buồn thay, bản tính xấu xa ấy sẽ không bao giờ bị loại bỏ hoàn toàn. Chúng ta không thể chối bỏ sự tồn tại đương nhiên của nó. Nó ẩn sâu hay thể hiện ra bên ngoài là do khả năng khắc chế của bạn. Nó sẽ tồn tại theo bạn mãi mãi và không thể mất đi. Bạn đã từng chợt cảm thấy có một con quỷ ẩn bên trong mỗi người chưa? Một đứa trẻ vừa lớn lên 3 có niềm ham thích là dìm chết những con sâu, làm nát bét mấy con ốc sên sao vượt. Bạn có thể rùng mình cho đứa trẻ đó biến thái về nhân cách. Không hẳn như vậy đâu. Khi còn là đứa trẻ, bản năng của con người ở dạng nguyên sơ nhất, nó chưa nhận được nhiều sự tác động từ bên ngoài. Nếu không được giáo dục kịp thời, bản năng đó sẽ lớn lên và chiếm ưu thế. Đã từng có chuyện một đứa trẻ thích hành hạ những con chuồn chuồn bằng cách vặt cánh, vặt chân của chúng. Khi trưởng thành, đã dìm chết người bạn của mình vì bất đồng trong lúc chơi đùa. Còn bạn thì sao? Khi đã trưởng thành, bạn có dám nói lên cảm xúc thật khi gặp một người thua thiệt hơn mình? Bạn có quan tâm nâng đỡ họ không? Chắc chắn có, nhưng đó là suy nghĩ được điều chỉnh qua lăng kính đạo đức và lương tri. Vùng tâm tối nhất trong tâm lý của bạn mới là nơi ghi nhận những cảm xúc thực sự. Đó chính là sự hoan hỷ, cảm thấy được an ủi vì có kẻ thua kém hơn mình. Thậm chí nếu có cơ hội, bạn sẵn sàng áp bức những kẻ yếu thế đó. Bản chất tâm lý này giải thích vì sao lịch sử loài người lại có mấy ngàn năm chìm trong chế độ nô lệ, phong kiến thực dân, chế độ để cho con người áp bức người, chế độ để cho bản ngã được thả rong. Chúng ta gọi xã hội hiện đại là xã hội tiên tiến, có phải vì những thành tựu khoa học mà chúng ta tạo ra? Một phần thôi, phần lớn chính là giá trị đạo đức của chúng ta đã thay đổi, hay theo cách mà bạn thường được dạy, đó là chúng ta đã thoát khỏi thời kỳ mông muội, tâm tối của cái ác để hướng đến ánh sáng văn minh của sự lương thiện. Chúng ta ở hiện tại đã biết e dè hơn khi thể hiện bản năng, vì sự công bằng và văn minh của xã hội hiện đại không cho phép cái ác ngang nhiên tồn tại. Kẻ ác sẽ bị lên án, thậm chí bị đào thải khỏi cộng đồng. Nỗi sợ hãi bị loại bỏ khỏi bầy đàn khiến chúng ta hành xử đạo đức và văn minh hơn. Tất nhiên, phản ứng đó không phải là một đường thẳng. Nó phải trải qua rất nhiều thế hệ, nhiều công đoạn giáo dục và có sự tham gia của nhiều thành phần khác nhau. Con người hiện nay có lối hành xử đạo đức như thế, đó là bản tính bẩm sinh. Nhưng thực tế,
đó là do chúng ta đã được giáo dục nhân cách đầy đủ. Cái thiện ở đây là kết quả của quá trình hướng thiện. Xã hội không thiếu những người tốt, suốt đời phục vụ cho cái thiện. Nhưng điều này không có nghĩa là họ hoàn toàn không có tính ác. Sâu bên trong họ vẫn tồn tại những vùng đen tối, nhưng họ có những cơ chế mạnh mẽ hơn để làm cho chúng ngủ yên. Bản tính của con người là nhu cầu chỉ phục vụ cho lợi ích cá nhân. Nó không có giới hạn nên có thể gây ra thiệt hại cho lợi ích của cá nhân khác hoặc lợi ích chung của cộng đồng. Ví dụ, người đang đói có thể trộm cắp, thậm chí cướp giật thức ăn để thỏa mãn nhu cầu được ăn no của bản năng. Nếu xét kỹ, bản năng phản ánh phần chưa phát triển hoàn thiện trong tâm lý con người. Ở cấp độ bản năng, chúng ta không khác gì con thú. Nó có thể làm tất cả để tồn tại mà không màng đến giá trị đạo đức. Tuy bản năng cũng có tác dụng là cơ sở duy trì sự sống. Thử tưởng tượng, nếu mất đi bản năng đói, bạn có thể sẽ chết vì kiệt sức do cơ thể không biết khi nào nên nạp năng lượng. Nhưng bản năng con người tham lam và mù quáng, điều đó là cấm kỵ trong thế giới loài người. Thế giới mà chúng ta vẫn tự hào là cao cấp hơn thế giới của những loài vật khác. Vì thế, theo thời gian, loài người đã tạo ra một phần tâm lý khác, làm chuẩn mực để cải thiện dần dần bản năng hung ác. Phần tâm lý này gọi là siêu ngã. Siêu ngã là chuẩn mực đạo đức lương tri. Các nhà tâm lý học cho rằng siêu ngã là hình mẫu lý tưởng mà đứa trẻ tiếp thu được khi tiếp xúc với bố mẹ hoặc những mối quan hệ bên ngoài. Siêu ngã được đặc định là những phẩm giá lương thiện. Khi chúng ta hành xử theo siêu ngã, chúng ta sẽ cảm thấy an toàn, tự hào vì cảm giác mình là người tốt, được xã hội cộng đồng tuyên dương và chấp nhận. Ngược lại, khi bạn hành xử trái với chuẩn mực của siêu ngã, bạn sẽ cảm thấy mặc cảm tội lỗi vì hành vi xấu xa không được mọi người chấp nhận. Xã hội có người tốt lẫn kẻ xấu. Kẻ xấu chính là kẻ để cho bản năng thống trị, còn người tốt là người kiểm soát được bản năng. Trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, bên cạnh những nhân vật cực đoan, xấu xa là những vĩ nhân có tình thương và trí tuệ. Họ đã giúp con người được khai sáng và từng bước thoát khỏi sự u mê, bước vào ánh sáng của thế giới hiện đại. Tất nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể rạch ròi giữa bản năng và siêu ngã. Ngược lại, chúng ta luôn phải vật lộn, đấu tranh giữa hai mặt, tốt, xấu, thiện, ác. Bản chất sâu xa của bản năng là giúp chúng ta cảm thấy thỏa mãn, nhưng không phải nhu cầu nào cũng phù hợp với đạo đức. Chúng ta mong muốn có được nhiều hơn những gì mình đang sở hữu. Đó là biểu hiện bản năng đang thôi thúc từ bên trong. Song song với điều đó, chuẩn mực xã hội, siêu ngã khiến chúng ta phải suy nghĩ, đắn đo trước khi hành động để lương tâm không cảm thấy cắn rứt. Trong trường hợp này, chúng ta cần tìm kiếm một giải pháp để vừa thỏa mãn nhu cầu của bản năng, vừa phù hợp với sự điều chỉnh của siêu ngã. Cơ chế cân bằng này được các nhà tâm lý học gọi là bản ngã, hay thông thường chúng ta vẫn gọi bằng một cái tên khác, cái tôi. Có nhiều người đồng nhất cái tôi với sự tự cao tự đại, với sự kiêu ngạo, không thèm quan tâm đến ý kiến, nhận xét của người khác dành cho mình. Thật ra, suy nghĩ này chỉ đúng một phần. Cái tôi là cơ chế điều hòa mâu thuẫn giữa bản năng và siêu ngã. Khi nhu cầu của bản năng quá lớn, cái tôi sẽ kiềm chế, xoa dịu bản năng theo những tiêu chuẩn đạo đức của siêu ngã. Thực tế, siêu ngã cũng tác động để khắc chế những đòi hỏi của bản năng. Tuy nhiên, siêu ngã là quy tắc được cộng đồng thừa nhận là chân lý, chuẩn mực. Vì thế, sự điều chỉnh của siêu ngã mang tính ổn định và nhất quán. Chẳng hạn, chúng ta được giáo dục phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, kính trọng lễ phép với người lớn tuổi hơn. Những quy tắc ứng xử đó được mặc định áp vào hành vi của chúng ta. Nó khiến chúng ta không dám có những lời nói hỗn xược, vô lễ. Đó là sự điều chỉnh mang tính áp đặt. Chúng ta không dám phá vỡ những quy tắc ấy, nếu không sẽ bị lên án, bị trừng phạt vì đi ngược lại với nhận thức chung của số đông, của cộng đồng. Trong khi đó, cái tôi bản ngã lại là nhận thức chủ quan của mỗi cá nhân. Nó có thể bị ảnh hưởng bởi những yếu tố như nhân cách, xu hướng, môi trường sống, mức độ giáo dục. Chính vì phụ thuộc vào khả năng nhận thức của mỗi người nên cái tôi có thể đúng đắn,
cũng có thể bị lệch lạc. Điều này rất quan trọng vì cái tôi có thể điều hòa mâu thuẫn giữa bản năng và siêu ngã hay không, phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng nhận thức. Thông thường, cái tôi có xu hướng tuân theo những giá trị đạo đức của siêu ngã. Nó ràng buộc con người vào sợi dây lương thiện và ngăn không cho chúng ta hành xử trái với đạo đức. Tuy nhiên, cám dỗ của bản năng lại có sức hút đáng sợ. Nói cách khác, cái tôi được đặc định phải trung thành với cái thiện, nhưng cái tôi lại bị thu hút và có thể sa ngã theo cái ác. Nếu cái tôi có thể tự nhận thức đúng đắn, nó sẽ giúp chúng ta cư xử hài hòa theo giá trị của mình. Nói cho chúng ta biết vị trí của mình ở đâu, mình có thể đáp ứng những nhu cầu nào mà vẫn đảm bảo không làm trái đạo đức. Ngược lại, nếu cái tôi nhận thức lệch lạc, nó sẽ sản sinh ra nhiều cảm xúc tiêu cực, tức giận, ganh tị, tự ti, mặc cảm, xấu hổ. Lúc đó, chúng ta không còn chính kiến nữa. Nhận thức của chúng ta đã bị xâm chiếm và tác động, hoặc chúng ta nghiêng về siêu ngã và trở thành người có suy nghĩ phi thực tế, lý tưởng hóa cuộc sống, hoặc chúng ta sẽ rơi vào vòng xoáy cám dỗ của những nhu cầu đen tối. Hãy thử tưởng tượng bạn cực kỳ thích một bộ váy hàng hiệu nhưng không đủ khả năng trả một số tiền lớn để mua nó. Bản năng thôi thúc bạn tìm cách có được bộ váy để thỏa mãn sự ham thích. Nhưng siêu ngã nhắc bạn không được chiếm đoạt bộ váy đó bằng những cách xấu xa như trộm cắp, cướp giật. Lúc này, cái tôi sẽ đóng vai trò điều hòa sự mâu thuẫn giữa bản năng và siêu ngã. Theo đó, nếu cái tôi của bạn ở thế cân bằng với bản năng, nó sẽ cho phép bạn đứng ở đó và ngắm bộ váy đến khi chán thì thôi. Dù không sở hữu được bộ váy, nhưng ít nhất bản năng cũng đã thỏa mãn một phần. Nếu nhu cầu của bạn cao hơn, tức là bản năng của bạn lớn hơn, cái tôi sẽ phát triển theo hướng tiêu cực. Bạn sẽ cảm thấy ganh tị với những người mua được bộ váy đó. Cuối cùng, nếu bản năng của bạn quá lớn, bạn khao khát có được chiếc váy, thậm chí là toàn bộ váy trong cửa hàng và nhiều tiện ích khác nữa. Bạn sẽ không quan tâm liệu mình có đủ tiền để đáp ứng nhu cầu này hay không, chỉ khao khát và mong muốn được thỏa mãn ngay. Khi đó, cái tôi của bạn sẽ yếu thế trước bản năng, thậm chí sẽ thỏa hiệp với bản năng. Hậu quả tất yếu là bạn sẽ phải đánh đổi mọi thứ, dùng mọi thủ đoạn để có được thứ mình mong muốn. Đó cũng là cái tôi của bạn bị tha hóa và sa ngã. Xét cho cùng, cái tôi tuy có vai trò điều hòa xung đột tâm lý con người, nhưng bản năng nó lại không nhất quán. Nếu bản năng là siêu ngã, chỉ có một mặt là cực xấu và cực tốt, thì cái tôi có thể tồn tại cả hai mặt tốt xấu. Cái tôi mong muốn được trở thành người tốt, được công nhận, được khen ngợi, nhưng đôi khi nó lại không vượt qua được đam mê và cám dỗ. Nghịch lý lớn nhất của thế giới nội tâm con người chính là chúng ta cảm thấy đau đớn vì ham muốn, nhưng lại không thể từ bỏ những lý do làm chúng ta đau đớn. Vì việc từ bỏ càng nhiều khiến chúng ta đau đớn nhiều hơn. Những mâu thuẫn như thế khiến tâm lý con người vô cùng phức tạp và khó lý giải. Trong đó, bản ngã, cái tôi là yếu tố quan trọng. Nó không phải là sản phẩm của tự nhiên, cũng không phải là chuẩn mực chung của xã hội. Nó là sản phẩm do con người tạo ra và mang tính cá nhân sâu sắc. Bản thân cái tôi cũng là nơi sản sinh ra những hình thái tâm lý phức tạp, sự giả tạo, hiệu ứng tâm lý của xã hội hiện đại mà chúng ta đề cập tới xuyên suốt quyển sách này cũng là một trong những sản phẩm của cái tôi. Cái tôi và hành trình tìm kiếm cái tôi. Hai thái cực của cái tôi. Cuộc sống luôn tồn tại nhiều vấn đề không thể định nghĩa trọn vẹn. Cái tôi là một trong những vấn đề đó. Nếu hỏi 10 người khác nhau thế nào là cái tôi, bạn sẽ nhận được 10 câu trả lời khác nhau. Đơn giản vì cái tôi của mỗi người mỗi khác. Nhận thức của mỗi người không ai giống ai. Nó phụ thuộc vào gen di truyền, môi trường sống, mức độ giáo dục được tiếp nhận. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Nên mỗi người sẽ hình thành cho mình một cái tôi đặc trưng riêng. Điểm đặc biệt của cái tôi chính là nó tồn tại ở hai dạng tích cực lẫn tiêu cực. Nghĩa là dù cái tôi của bạn xấu hay tốt, nó vẫn được gọi là cái tôi.
Tất nhiên, nếu bạn muốn thành công, bạn phải rèn luyện cho mình một cái tôi tích cực, hóa giải cái tôi tiêu cực. Vậy, thế nào là cái tôi tích cực và thế nào là cái tôi tiêu cực? Cái tôi tích cực chính là khả năng tự nhận thức cao. Cái tôi tích cực giúp bạn trả lời câu hỏi: bạn là ai? Bạn khác biệt như thế nào? Bạn có những phẩm chất gì để thành công? Từ những hiểu biết về bản thân, bạn sẽ học được cách yêu quý, trân trọng chính mình. Đây là nguồn gốc sản sinh ra những phẩm chất như tự tin, tự trọng, kiên cường, can đảm, mạnh mẽ. Những phẩm chất này sẽ giúp con người khám phá và mở rộng khả năng nhận thức thế giới vô hạn. Từ đây, con người bắt đầu định vị vị trí của bản thân trong mối quan hệ giữa người với người, giữa người với vạn vật. Người có cái tôi tích cực thường nhận ra quy luật vòng xoay của vũ trụ, nên thường biết cách tránh né những rắc rối không đáng có. Trong việc cư xử người với người, họ biết mình biết ta, biết khi nào nên tiến nên lùi, biết lời nào nên nói và không nên nói. Cách cư xử ôn hòa, dung dị của người có cái tôi tích cực là thái độ sống đúng đắn của con người. Nó giúp họ đứng ngoài thị phi và xung đột. Tuy có vẻ nghịch lý, nhưng càng hiểu biết, càng thấy mình tầm thường. Cái tôi càng hiểu biết thì cái tôi càng khiêm nhường. Khả năng nhận thức sâu sắc còn giúp người có cái tôi tích cực nhận ra sự thiếu sót của bản thân. Đó là động lực khiến họ không ngừng tìm kiếm những chân trời mới, những tri thức mới, chứ không dễ dàng ngủ quên với những gì đã đạt được. Thành tựu của người có cái tôi tích cực vì thế càng lớn và nhân cách của họ vì thế càng được hoàn thiện. Trái ngược với cái tôi tích cực, cái tôi tiêu cực phản ánh khả năng nhận thức không đầy đủ của con người, sự hạn chế trong nhân cách, mức độ giáo dục, ý thức hệ gia đình khiến chúng ta thiếu hiểu biết về bản thân và có thế giới quan lệch lạc. Chẳng hạn, sống trong một gia đình có bố mẹ luôn than thở về sự nghèo khó hay đổ lỗi cho số phận thì đứa con có khả năng suy nghĩ bi quan. Cái tôi của đứa bé trở nên thụ động, mặc cảm, tự ti. Những đứa bé ấy tự giới hạn khả năng của chúng vì suy nghĩ tất cả đã được số phận đặt định. Chúng mất đi động lực phấn đấu, trở nên an phận, chấp nhận khẩu phần khiêm tốn mà cuộc sống dành cho mình. Cuối cùng, chúng lại trở thành những người bố, người mẹ và lại tiếp tục điệp khúc than vãn đổ lỗi. Những thế hệ sau tiếp tục trở thành nạn nhân của thế hệ trước. Không quá khó để thấy rằng cái tôi tiêu cực tạo ra cái lòng và giết chết tiềm năng của con người từ khi chúng ta còn trong trứng nước. Cái tôi tiêu cực chẳng những khiến chúng ta tự giới hạn bản thân mà còn khiến con người trở nên tự phụ. Càng không nhận thức được thì cái tôi càng phình to, càng yếu kém thì cái tôi càng kiêu hãnh. Có một câu chuyện bi hài về một thầy thuốc muốn tự kết liễu đời mình vì tài năng không được trọng dụng, bị lãng phí. Ông này cho rằng y thuật của mình rất cao siêu bởi ông đã chữa hết bệnh cho người dân trong làng. Không còn ai bị bệnh. Suy cho cùng, chúng ta phải thổi phồng niềm kiêu hãnh, thổi phồng cái tôi vì chỉ chúng ta cảm nhận được sự hèn mọn của mình. Chúng ta sợ rằng người khác sẽ nhìn thấu nên mới ra sức khuếch đại những gì mình đang có, hòng lấp liếm, che đậy. Thói thường, người sợ bị chê nghèo khổ sẽ cố gắng khoe tiền bạc, khoe trang sức, khoe nhà cửa. Người sợ bị ngu dốt sẽ cố gắng trưng bằng cấp, học hàm, học vị. Người sợ bị chê nông cạn sẽ cố gắng bàn về triết lý, quy luật nhân sinh. Một nhóm người sợ bị chê lạc hậu, thiếu thốn sẽ có tư tưởng sính ngoại, theo đuổi xu hướng này, trào lưu nọ. Thật ra, khi con người có điều kiện hơn, họ có quyền tự do lựa chọn những thứ họ thỏa mãn nhu cầu chính đáng của mình. Tuy nhiên, nếu không phải vì nhu cầu thực sự mà chỉ để cho thiên hạ biết tôi có tiền, tôi cũng là người hiện đại, sành điệu, thì đó là sự tự thổi phồng cái tôi nhằm che đi sự tự ti, mặc cảm. Có một chân lý đơn giản, đối với những thứ bạn đang thực sự nắm trong tay, chỉ cần biết là đủ. Nhưng với một số người thì không nắm trong tay thứ gì, phải cố gắng kêu gào cho người khác biết. Càng già, người ta càng ít nói và lắng nghe nhiều hơn. Phải chăng vì trải nghiệm đủ nhiều, nhận thức đủ sâu,
để người ta nhận ra sự kịch cỡm khi con người cố gắng gồng mình thể hiện với thế giới. Tuy nhiên, có một sự thật mà những người lớn ba hoa không biết, chính là người ta chỉ dám ba hoa khi người ta không biết mình là ai, mình nhỏ bé dường nào trong dòng chảy vĩ đại của cuộc sống. Nếu ông thầy thuốc không phải là ông Lan Vườn mà là thái y làm việc trong hoàng cung, hẳn ông ta đã không bị lụy đến nỗi muốn quyên sinh, vì ông ta có rất nhiều chân trời y thuật cần khám phá, rất nhiều kiến thức cần học hỏi, nên không có thời gian ngồi tự sướng về mặt tinh thần nữa. Vậy đó, ở trong giếng chật hẹp, chúng ta hay vội tự hào vì tầm vóc khổng lồ. Chỉ khi ra đến biển cả mênh mông, chúng ta mới biết nép mình vì nhận ra bản thân vô cùng bé nhỏ. Đối với con người, rèn luyện để có cái tôi tích cực rất khó, nhưng thật dễ dàng để hấp thu cái tôi tiêu cực. Rất khó để trở thành người hiểu chuyện, trung thực, khiêm tốn, nhưng thật dễ để ganh ghét, đố kỵ, hoa trương. Tuy vậy, bạn cần hiểu rằng cái tôi tiêu cực không giúp bạn thăng hạng trong thế giới này. Nó chỉ tạo ra vỏ bọc cho bạn che chắn mình với thế giới. Thay vì hòa chung dòng chảy trong cuộc sống, cái tôi tiêu cực tự cô lập, tách mình ra khỏi cuộc sống. Thay vì nhận ra vị trí thực sự của mình, cái tôi tiêu cực cứ khư khư giữ cho mình sự ảo tưởng hão huyền. Chúng ta không thể đi xa, không thể tạo ra những giá trị vượt bậc. Chúng ta sẽ mãi bé nhỏ nếu vẫn cố chấp giữ cái tôi to đùng như trái núi. Cái tôi càng lớn, con người càng nhỏ bé. Cái tôi càng bé nhỏ, con người càng vĩ đại. Đó là nghịch lý buộc chúng ta phải suy ngẫm. Chúng ta không từ bỏ cái tôi để trở thành người không có chủ kiến, nhưng tuyệt đối không nên dung dưỡng cái tôi tiêu cực. Nó là vật cản giữa con người và trí tuệ. Quan trọng hơn, cái tôi tiêu cực sẽ đưa chúng ta đến cái tôi lệch lạc, nơi cái tôi bị tha hóa và trở nên suy đồi. Cái tôi lệch lạc. Cái tôi mang sắc thái riêng của mỗi người. Cái tôi của bạn có thể là cái tôi mạnh mẽ, cái tôi tự tin, cái tôi phá phách, cái tôi dũng cảm. Đôi khi bạn sẽ thấy cái tôi của mình gần giống cái tôi của người khác, nhưng thực chất nó vẫn mang những đặc trưng chỉ có bạn mới có. Cái tôi vốn thuộc về cá nhân, không có hai cá nhân giống nhau, nên tuyệt đối không có hai cái tôi giống nhau. Vấn đề là bạn cần phải hiểu rõ con người của mình để tự định nghĩa cái tôi một cách rõ ràng và chính xác nhất. Bạn không thể nhờ người khác định nghĩa giúp, không thể vay mượn định nghĩa ở đâu đó. Bạn càng không thể bắt chước nguyên mẫu cái tôi của người khác. Cái tôi có một cái bẫy chết người. Càng không tìm được cái tôi, người ta càng muốn thể hiện cái tôi một cách mạnh mẽ. Làm sao có thể bộc lộ cái mình chưa bao giờ tìm ra? Cách đơn giản nhất chính là quan sát xem xã hội đang nổi bật những xu hướng nào, những ngôn ngữ nào, những hành động nào, rồi vay mượn, bắt chước y hệt tất thảy những điều đó. Tuy nhiên, trong xã hội, nhiều giá trị bị đảo lộn. Không phải trào lưu nào cũng lành mạnh, không phải xu hướng nào cũng nhân văn. Nếu không kịp thời giáo dục, uốn nắn, những hành vi sai trái của con người sẽ trở thành nô lệ của cái tôi bản năng. Tức là chúng ta nghĩ mình đang thể hiện cái tôi, nhưng thực chất lại đang bị bản năng chế ngự đến vô tri. Gần đây, giới trẻ bỗng phát cuồng với trào lưu giang hồ mạng. Đối với những YouTuber xăm trổ đầy người, phì phèo thuốc lá, nói lời thô lỗ, hành động côn đồ, thậm chí còn vi phạm pháp luật và trở thành tội phạm. Mặc dù vậy, bằng cách nào đó, họ lại trở thành thần tượng của giới trẻ. Người ta bắt đầu cảm thấy quan ngại khi một nhóm trẻ con tíu tít cười nói, gương mặt ánh lên sự thần tượng khi gặp một giang hồ mạng ngoài đời thật. Người ta hỏi nhau điều gì đã xảy ra, con đường nào đã đưa những đứa trẻ đến sự lệch lạc nghiêm trọng trong nhận thức. Một số người nhìn những đứa trẻ rồi thốt lên, chúng như đang chơi đùa vui vẻ với viên ma túy, mà cứ ngỡ đó là kẹo ngọt. Nhưng trách làm sao được, chính người lớn còn xem nói tục chửi thề như một cách thể hiện bản thân đầy cá tính.
còn cười vui sảng khoái khi nghe một tay giang hồ mạng chửi rủa lực lượng cảnh sát giao thông. Chỉ cần biết rằng cái tôi chính là toàn bộ khả năng nhận thức làm nên một con người. Nói theo chúng ta, từ khi bạn và tôi còn là đứa trẻ, nó lớn dần qua thời gian và được hoàn thiện bằng quá trình phấn đấu của mỗi người. Cái tôi còn là sự hướng thiện, nó giúp phân biệt con người với các loài vật khác. Vì thế, những biểu hiện đi ngược lại với sự hướng thiện thì đó không phải là biểu hiện của cái tôi. Những hành vi mang tính sát phạt, loại trừ lẫn nhau bằng vũ lực và sự tàn bạo thực chất là biểu hiện của bản năng. Cái hung hăng càng manh động thì càng cho thấy con người đang bị chi phối bởi bản năng mù quáng, chứ không phải thể hiện cái tôi thực sự. Những nghiên cứu về tâm lý học cận đại cho rằng cái tôi là phần được hình thành muộn nhất so với bản năng và siêu ngã. Một đứa trẻ vừa sinh ra đã được tạo hóa cài đặt sẵn bản năng trong người. Lên 3 tuổi, đứa bé bắt đầu tiếp thu những lời dạy của cha mẹ về đạo đức, nhân cách. Đó là lúc siêu ngã được hình thành. Lên 5 tuổi, dựa trên những gì đã được dạy, đứa trẻ bắt đầu biết nhận thức cái gì đúng và cái gì sai. Biết được cái gì nên làm và không nên làm, cái gì được làm và không được làm. Từ đây, cái tôi của chúng ta được định hình và nuôi dưỡng cho đến khi ta trưởng thành. Trong một xã hội tiến bộ, những người làm cha mẹ và những người có trách nhiệm giáo dục luôn khuyến khích trẻ tự lập từ rất sớm. Họ để chúng phát triển các kỹ năng, tự giải quyết vấn đề. Họ chỉ đóng vai trò cố vấn, khuyến khích chứ không can thiệp hay làm thay. Chính vì được khám phá bản thân từ sớm, đứa trẻ có nhiều cơ hội nhận ra khả năng, xu hướng phát triển của mình. Đứa trẻ có thể tự do theo đuổi sở thích mà không bị cấm đoán, có thể tự do bày tỏ quan điểm, ý kiến mà không bị người lớn đe nẹt, dọa nạt. Người lớn luôn biết cách trân trọng thế giới quan sát của trẻ nhỏ. Họ trao cho chúng sự tin tưởng và trách nhiệm. Những yếu tố đó từng bước định hình nhân cách của đứa bé. Đến lúc nào đó, nó sẽ bộc lộ thành tài năng, khả năng. Nó giúp cá nhân hiểu rõ chính xác điểm yếu, điểm mạnh của bản thân. Nó cho phép cá nhân mạnh dạn bộc lộ khả năng. Cá nhân vì thế có thể khẳng định mình trở thành người có ích, làm chủ được cuộc sống của chính mình. Ngược lại, ở những xã hội tập tính cộng đồng được định hình rõ nét, sắc thái cá nhân bị lu mờ trong sự hùng mạnh của tập thể. Những cá thể quá khác biệt thường phải chịu sự đào thải rất khốc liệt. Thêm vào đó, chuẩn mực truyền thống khiến các bậc cha mẹ luôn bảo bọc con cái. Họ luôn xem đứa bé là thiên thần bé bỏng, sẵn sàng làm mọi việc thay cho đứa con, kể cả việc cơ bản là tự chăm sóc bản thân mình. Mặc dù yêu thương như vậy, nhưng họ lại thường không cho đứa trẻ được bày tỏ chính kiến của mình. Đứa trẻ trong mắt họ luôn ăn chưa no, lo chưa tới, hỉ mũi chưa sạch. Ở trường, thầy cô có thói quen dạy đứa trẻ phải vâng lời, phải nghe theo. Đứa trẻ vì thế bị rập khuôn trong những chuẩn mực được học thuộc lòng. Chúng không có nhiều cơ hội để phản biện, cũng không có cơ hội từ chối những gì không phù hợp. Chỉ có thể nhồi nhét kiến thức cho đúng chỉ tiêu giáo dục đề ra. Mục tiêu cuối cùng là lấy tấm bằng cho cha mẹ, lấy thành tích cho nhà trường. Động lại trong lòng những đứa trẻ không có gì ngoài sự mù mờ về khả năng và một tính cách bị đồng hóa bởi cùng một khuôn đúc. Vấn đề nằm ở chỗ bản năng luôn hướng chúng đến sự khác biệt. Và một thời điểm nào đó, khi bản năng trỗi dậy mạnh mẽ, nhưng đứa trẻ không thể nhận thức được bản thân, chúng có thể hành xử sai lệch, thậm chí có biểu hiện chống đối lại những chuẩn mực siêu ngã đã gò ép chúng vào sự rập khuôn. Càng mù mờ về bản thân, chúng lại càng muốn thể hiện bằng những hành động gây sốc, đi ngược lại với những gì chúng được dạy. Chúng coi đó là cách thể hiện cái tôi của mình. Nhưng thực chất, đó chỉ là sự lệch lạc trong nhận thức và biểu hiện ra bên ngoài bằng hành động ấu trĩ. Đối với những con người đó, cái tôi là một khái niệm rất nhạt nhòa. Xã hội cộng đồng không cho phép chúng khác biệt. Chúng không được khám phá con người thật. Không ai khuyến khích chúng sống cuộc sống của chính mình. Những đứa trẻ đó lớn lên sẽ trở thành những con người sống trong sự bí bách, chỉ biết giết thời gian vào những thú vui,
chỉ biết hết mình hưởng thụ. Lành tính một chút thì vui vẻ và có chừng mực với bạn bè, nổi loạn hơn thì ăn chơi sa đọa. Ta có thể gọi đó là thế hệ mất mát, thế hệ của những người trẻ không biết có một cái tôi tồn tại bên trong mình, trong khi vẫn miệt mài thâu đêm suốt sáng để đua đòi, trác tán, cho rằng đó là cách thể hiện cái tôi. Và những người trẻ đó không ai khác ngoài tôi và bạn, những người luôn đau đáu những câu hỏi về cuộc sống của chính mình. Mình là ai? Tại sao mình luôn rụt rè sợ sệt? Tại sao mình vẫn không thể trả lời cho câu hỏi tôi có thể làm được gì? Tại sao lại cảm thấy bất lực? Tại sao lại cảm thấy không có năng lượng sống trong người? Câu trả lời cũng đơn giản thôi. Vì không tìm được chính mình nên chúng ta không thể biết đối xử với cuộc sống thế nào cho đúng. Khi ở trong tình trạng đó, chúng ta thường đứng trước hai lựa chọn: hoặc là sợ thất bại nên không làm gì cả, hoặc thách thức xã hội bằng cách nổi loạn. Cả hai lựa chọn đều có điểm chung là thể hiện sự bất lực của những người không biết mình là ai. Hành trình tìm kiếm cái tôi, người biết không tìm, người tìm không biết. Cái tôi là sự nhận thức bản thân, diễn giải theo cách khác chính là sự biết. Tuy nhiên, cái tôi hay sự biết là tồn tại trong vùng vô thức của con người. Tức là đôi khi con người không nhận ra cái tôi đang tồn tại trong họ. Biểu hiện của cái tôi vì thế được bộc lộ một cách tự nhiên và không chủ đích. Ngược lại, những hành động cố tình thể hiện bản thân không phải là biểu hiện của cái tôi. Nó cho thấy cá nhân đó đang không nhận thức được chính mình và cũng không biết cái tôi thực sự là gì. Người có cái tôi không quan tâm đến việc phô trương thể hiện, họ cũng không bận tâm về việc tìm kiếm, trong khi người không biết lại ham thích thể hiện và cố gắng đi tìm. Vì sao lại như vậy? Những nhà triết học cổ đại phương Đông gọi việc hiểu biết chính mình là tri thân. Người tri thân sẽ có hành động trong sáng, minh bạch, có lời nói ngay thẳng, chính trực. Họ cũng được gọi là quân tử để phân biệt với kẻ tiểu nhân, vốn là những người có suy nghĩ thấp hèn, không phân biệt được phải trái. Người quân tử thường có ý chí to lớn, theo kiểu dời non lấp bể, luôn sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế, không ngại việc khó khăn. Người quân tử vì thế có uy tín, được kính trọng và tin tưởng. Xét ở một khía cạnh nhất định, họ là những người thành công, bản lĩnh và theo cách gọi của các nhà tâm lý học, họ là người có cái tôi sâu sắc. Những người đó họ có được cái tôi bằng cách nào? Thực ra người có cái tôi là người ít khi nghĩ đến cái tôi của mình. Họ chỉ hành xử theo đúng những gì lương tâm cho phép và thường không mưu cầu lợi ích riêng tư. Họ cũng không nuôi dưỡng thói quen ích kỷ, xấu xa, ác độc. Họ hành động vì người khác chứ chưa hẳn vì mình. Nếu bắt buộc phải lên tiếng, họ sẽ lên tiếng vì cái thiện, cái đúng, chứ không phải vì suy nghĩ chủ quan, phiến diện của cá nhân. Những người như vậy luôn có ý thức tự nhận thức. Những người như vậy luôn có ý thức tự nhìn nhận bản thân, không để mình rơi vào cái bẫy cám dỗ của những nhu cầu hèn hạ, cũng không dựa vào cái gọi là đạo lý để làm màu. Đó là sự hiểu biết và hành xử đúng đắn của con người. Đó cũng chính là cái tôi mà chúng ta luôn tìm kiếm. Ngược lại với những người chỉ biết vung vén cho bản thân, luôn muốn mọi thứ thuộc về mình, thì dễ dàng bị nhu cầu dắt mũi. Bản năng quá mạnh mẽ đã lấn lướt những phẩm chất tốt đẹp của cái tôi, nên càng tìm kiếm, càng không nhìn thấy. Những con người này rất thích thể hiện, thích khoa trương, khoe mẽ để thu hút sự quan tâm của dư luận. Đó vốn là hành động nhằm thỏa mãn nhu cầu được trọng vọng của bản năng. Đó không phải là hành động của người thấu hiểu chính mình. Vì vậy, những người nghĩ về bản thân quá nhiều, càng muốn thể hiện bản thân thì càng không tìm được cái tôi như mong muốn. Cái tôi được hình thành qua quá trình rèn luyện về nhận thức và hành động. Chúng ta bắt đầu bằng quá trình chứ không phải bằng đích đến. Sau quá trình tự nhìn nhận và khám phá chính mình, con người có những hiểu biết nhất định về bản thân. Vào lúc này, thái độ, suy nghĩ, hành vi của họ mang những nét đặc trưng riêng. Chúng là những thương hiệu để phân biệt họ với những cá nhân khác.
một cách hiển nhiên, họ trở thành người có cái tôi mà không cần tìm kiếm. Có thể nói, chỉ những người không biết cái tôi mới tìm cách thể hiện cái tôi. Những người biết về cái tôi sẽ không đi tìm. Họ nuôi dưỡng nó, thử thách nó để nó tự bộc lộ. Thử, đó là từ ngắn nhất để mô tả quá trình hình thành cái tôi của mỗi người. Chỉ có cách thử là mọi thứ bạn quan tâm, mọi việc bạn cho là điểm mạnh của mình, mọi điều bạn chợt nghĩ tới hoặc vốn đã tồn tại trong trí óc. Chỉ khi mạnh dạn thử thách, bạn mới biết mình có khả năng, tính cách đặc trưng nào. Sự thất bại có thể mang lại đau đớn, mất mát, nhưng đó là cách duy nhất giúp bạn tìm ra cái tôi của mình. Nghiệt ngã thật, nhưng không có đường tắt. Xã hội hiện đại với nền văn minh tiên tiến là sản phẩm của những lần thử thách. Công dân được khuyến khích thử thách các giới hạn. Khi mắc sai lầm, họ có thể làm lại từ đầu hoặc sáng tạo ra cái mới phù hợp với khả năng của mình. Xã hội vì thế phong phú, văn hóa đa dạng, đất nước phồn vinh. Suy cho cùng, khi chúng ta biết mình là ai, chúng ta có thể lựa chọn điều tốt đẹp cho mình, cũng như mang lại điều tốt đẹp cho người khác. Cái tôi và những khẩu hiệu suông. Quá trình tự nhận thức giúp con người có được tri thức và họ thường đúc kết thành những câu nói lưu truyền qua nhiều thế hệ. Đó là những thông điệp chứa đựng nhiều triết lý sâu sắc về cuộc sống. Chúng có ý nghĩa nhất định trong việc tác động lên nhận thức của con người. Thử nghĩ xem, ai trong chúng ta đã có lúc cảm thấy mệt mỏi và cần được tiếp thêm sức mạnh? Một vài câu nói truyền cảm hứng đôi khi sẽ giúp bạn có thêm niềm tin để bước tiếp. Tuy nhiên, khoảng cách giữa những câu nói và thực tế cách nhau rất xa. Chúng ta có thể ứng dụng những câu nói ấy vào trong đời sống thường ngày, hay không còn phụ thuộc vào khả năng nhận thức của mỗi người. Nhận thức của con người phụ thuộc vào hoàn cảnh khách quan. Nếu không có sự tác động của hiện thực khách quan, con người sẽ không có khả năng nhận thức đúng đắn. Ngược lại, nhận thức của con người suy cho cùng là để chúng ta có thể hành động phù hợp với quy luật vận động của thực tế. Sự tương tác hai chiều buộc chúng ta phải huy động trí tuệ, phẩm chất, năng lực để giải quyết vấn đề. Dần dần, con người sẽ hình thành ý thức tư duy, thậm chí là những năng lực tiềm ẩn mà trước nay mình chưa từng nghĩ đến. Đó là nguồn sức mạnh được mang lại từ sự hiểu biết bản thân trong mối tương quan giữa người với người, giữa người với vạn vật. Như vậy, vấn đề của mọi vấn đề chính là sự thông suốt từ trong ra ngoài. Trên cơ sở thấu hiểu bản thân và am hiểu hoàn cảnh thực tế, con người mới có thể hiểu được trọn vẹn thông điệp mà người đi trước đã gửi gắm. Bạn phải tiếp cận với thông điệp bằng cách hoạt động thực tế, chứ không phải chỉ nghe và nói. Không có trải nghiệm, bạn chỉ có thể biết được cái vỏ, chứ không thể hiểu được cốt lõi của thông điệp. Quá trình trải nghiệm cũng chính là lúc bạn đi lại con đường người trước đã từng đi. Dấu chân của bạn sẽ được dẫn dắt và định hướng. Rõ ràng, ngay cả khi được dẫn dắt bằng những thông điệp có giá trị, bạn vẫn phải làm hết sức nếu muốn khẳng định bản thân. Nhưng hiện nay, đám đông dễ dàng tin tưởng vào những câu nói vô thưởng vô phạt. Họ nghĩ rằng chỉ cần nghe rao giảng là có thể đạt được thành tựu. Những khẩu hiệu kiểu như bạn sẽ trở thành tỷ phú nếu bạn tin điều đó, tự tin sẽ thành công, bạn có khả năng nhiều hơn bạn nghĩ. Mới nghe qua thì có vẻ là chân lý, nhưng xét kỹ thì chỉ là những khẩu hiệu mang tính hô hào. Chúng đánh vào ham muốn sở hữu thành công, tiền bạc nhanh chóng, khiến chúng ta ngộ nhận giữa nguyên nhân và kết quả. Bơm vào thần kinh con người liều thuốc hoang tưởng rằng ngay lập tức chúng ta sẽ có những phẩm chất như tự tin, mạnh mẽ. Thực chất, những lời nói đó chỉ tập trung vào phần hình thức và hướng người nghe đi thẳng đến kết quả. Nó không khơi gợi sự tìm tòi học hỏi, chỉ đơn thuần kêu gọi bạn phải làm thế này thế khác, chứ không quan tâm đến khả năng thực sự của mỗi người. Những lời kêu gọi kiểu khẩu hiệu suông như thế sẽ chẳng đem lại hiệu quả và tác dụng nào. Kẻ nhút nhát không thể vụt trở thành người tự tin vì được bảo phải tự tin. Kẻ lười biếng không thể trở nên siêng năng
chỉ vì được rót vào tai vài ba câu kiểu đừng lười biếng. Nếu có khả năng nhận thức đúng đắn, bạn sẽ hiểu được rằng chúng ta không tìm kiếm sự thành công, chúng ta tìm kiếm những phẩm chất đưa con người đến sự thành công. Những khẩu hiệu hô hào, sự hiển nhiên rằng chúng ta sẽ được thành công nếu tự tin, mạnh mẽ, lại không giải quyết được vấn đề cốt lõi là làm thế nào để tự tin. Giải pháp đưa ra là trang bị cho bạn cái vỏ bên ngoài để bạn thể hiện kỹ xảo với thế giới. Ví dụ như quần áo mảnh bao, lời lẽ đao to búa lớn hay nụ cười ngọt nhạt đầy giả tạo. Nó có thể giúp bạn nhanh chóng đạt được mục đích hoặc cũng có thể chẳng đưa bạn đi đến đâu. Khi vấp phải thực tế cuộc sống, sự chênh lệch giữa vỏ bọc và phẩm chất bên trong sẽ khiến bạn phải hụt hẫng. Chẳng hạn, bạn đã nghe nhiều câu khẩu hiệu, hiểu tất cả những gì người khác diễn giải, cảm thấy tràn trề niềm tin và phấn khởi. Bạn nghĩ mình có thể có được sự tự tin. Nhưng có đơn giản như vậy không? Thực tế, bạn vẫn không dám đưa ra ý kiến cá nhân về một vấn đề đơn giản. Bạn vẫn run bần bật khi phát biểu trước một nhóm ít người. Rõ ràng bạn không thể tự tin nếu chỉ lặp đi lặp lại câu "Tôi tự tin". Bạn phải dành thời gian khám phá chính mình, chứ không chỉ đơn giản nghe vài ba câu khẩu hiệu. Tiềm thức con người là nơi chứa đựng những sự thật về chính mình. Hãy khai thác, sâu chuỗi tất cả những sự kiện để trả lời cho những câu hỏi liên quan đến bản thân. Cùng với việc tự trò chuyện với bản thân, những hành động tương tác với cuộc sống sẽ giúp bạn hoàn thiện khả năng tự nhận thức. Để làm sống dậy những khả năng tiềm ẩn, bạn không thể nóng vội mà cần kiên nhẫn để trau dồi bản thân. Đừng mong chờ những thành tựu chóng vánh. Thành tựu nào cũng cần ta bỏ ra thời gian, công sức và trí tuệ. Nói cách khác, chúng ta phải gieo hạt thì mới mong nhận được quả chín. Không phải ai sinh ra cũng may mắn hiểu được bản thân mình, cũng có sức mạnh và lòng can đảm. Phẩm chất là một loại tài năng cần phải thông qua rèn luyện mới có được. Giàu có, danh vọng là những điều ta nhận được sau một quá trình phấn đấu. Rất khó có chuyện trở thành tỷ phú hay một người có kiến thức uyên bác chỉ sau một đêm. Chúng ta luôn phải cho đi rất nhiều để đạt được một lần thành tựu. Thậm chí phải dành cả cuộc đời mình để cho đi, tìm kiếm và khẳng định cái tôi là một thành tựu. Nếu thành công, bạn sẽ có cả đời hạnh phúc viên mãn. Vì vậy, đừng tin những cách tìm kiếm cái tôi chóng vánh, mau lẹ. Những khẩu hiệu mang tính ám thị, cố tình lấy quả làm nhân, có thể làm cho bạn hưng phấn nhất thời, thổi lên trong bạn một quả bóng khổng lồ. Nhưng quả bóng ấy sẽ nhanh chóng xẹp xuống khi bạn đối diện với thực tế. Lúc đó, bạn sẽ càng hoang mang hơn và cảm thấy tự ti hơn bội phần. Bởi bạn nhận ra mình vẫn không làm được gì mới mẻ ngoài làm theo ba câu khẩu hiệu suông vô thưởng, vô phạt. Sự sụp đổ của cái tôi và siêu ngã, sự trỗi dậy của bản năng, nguồn gốc đưa đến sự giả tạo. Một trong những nhu cầu lớn nhất của con người là được tán dương, ca ngợi, được ăn ngon mặc đẹp. Trong những xã hội phát triển hoàn thiện, con người nhận thức được bản thân và thỏa mãn nhu cầu của bản thân thông qua quá trình lao động làm việc. Sự công bằng, văn minh thể hiện ở chỗ nếu con người có năng lực, có phẩm chất và biết dùng năng lực, phẩm chất ấy tạo ra giá trị cho xã hội, họ sẽ được xã hội trả công tương xứng. Ngược lại, nếu họ không có khả năng, lười phấn đấu, lao động, họ sẽ không tạo được giá trị cho xã hội và dần dần bị đào thải. Cơ chế đó khiến con người không ngừng nỗ lực tìm kiếm phẩm chất thực sự để duy trì vị trí của mình. Đó chính là quá trình tìm kiếm và khẳng định cái tôi. Tuy nhiên, không phải xã hội nào cũng có cơ chế phát triển hoàn thiện như vậy. Thậm chí, với một số xã hội đang phát triển lại mang đặc trưng Á Đông, con người có xu hướng sợ hãi những cá nhân khác biệt. Tập tính cộng đồng khiến chúng ta chỉ cảm thấy an toàn khi tiếp xúc với người giống mình. Cái tôi trong xã hội Á Đông vì thế cũng mờ nhạt hơn xã hội phương Tây, vốn được coi trọng cá nhân.
Mặt khác, xã hội Á Đông lại tồn tại nhiều chuẩn mực, lề thói khép con người vào những khuôn mẫu và siêu ngã. Toàn cầu hóa giúp các quốc gia xích lại gần nhau, xã hội phương Tây giao thoa với xã hội phương Đông. Như một sự tất yếu, nó đã gây ra những cuộc đào thoát âm thầm với quy mô lớn, sức hấp dẫn khủng khiếp của những đoạt quân tiên phong như thời trang, ẩm thực, các loại hình văn hóa phóng khoáng hướng con người đến với sự tự do, khai mở sức mạnh cá nhân đã tấn công mạnh mẽ vào những quốc gia còn đặt nặng tư tưởng truyền thống. Tất nhiên, đi cùng với đó là công nghệ, khoa học, kinh tế, vân vân. Nhưng để hấp thụ những giá trị này, ta cần đến kiến thức, kỹ năng tương xứng. Trong điều kiện trình độ còn hạn chế của một quốc gia lạc hậu, người dân sẽ không có nhiều hứng thú với những thành tựu khô khan đó. Ngược lại, những đội quân tiên phong như đã kể ở trên mới là mảnh đất màu mỡ được tập trung khai thác. Ban đầu, chúng ta tò mò, bỡ ngỡ, thậm chí xấu hổ khi tiếp nhận những luồng văn hóa mới. Chẳng hạn, chúng ta chưa quen những bộ cánh mát mẻ, ngượng ngùng khi thấy những cặp đôi vô tư thể hiện tình cảm nơi công cộng. Chúng ta cảm thấy chói tai với những bản nhạc rock sôi động. Chúng ta cho rằng chỉ có người Á Đông là sống tình cảm, còn người phương Tây sống lạnh nhạt, bởi lẽ họ sẵn sàng cho đứa con của mình ra đời bươn chải từ sớm. Họ có thể đưa bố mẹ già vào viện dưỡng lão để cho người khác chăm sóc. Những tư tưởng như con cái phải hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ phải yêu thương con cái, làm chúng ta cảm thấy bất bình với cách sống không theo chuẩn mực mà bấy lâu mình được dạy bảo. Bỏ qua chênh lệch ban đầu, chúng ta dần khám phá rằng đằng sau lối sống phóng khoáng ấy là sự tự do, không phải đè nén bản năng. Từ chỗ rụt rè nhút nhát vì luôn bị cấm đoán, chúng ta bắt đầu tiếp cận lối sống thoải mái ấy. Những trải nghiệm đầu tiên đầy cám dỗ đã từng bước đưa bản năng ra khỏi chiếc lồng giam hãm bấy lâu nay. Ta quen dần với những cảnh thân mật, với những chiếc áo thiếu vải. Thậm chí, chúng ta còn thể hiện chúng ta mạnh mẽ hơn người Tây phương. Đơn giản vì chúng ta chưa từng được giáo dục cách bộc lộ bản năng một cách hợp lý. Chúng ta cũng không được dạy phải kiềm chế bản năng bằng cách nhận thức đúng sai để dừng lại đúng lúc. Ngược lại, chúng ta được giáo dục phải biết xấu hổ với những nhu cầu thấp kém, phải cố gắng đè nén nó bằng tư tưởng cao thượng. Thực tế, càng bài xích, bản năng càng muốn trỗi dậy, càng cố gắng chối bỏ, bản năng càng trở nên mù quáng hơn. Cách duy nhất để kiểm soát bản năng không phải là phủ định nó, mà là hiểu được ham muốn của nó, hiểu được nhu cầu nào có thể đáp ứng được, nhu cầu nào không thể đáp ứng được. Hậu quả tất yếu, nếu như người phương Tây được khuyến khích dùng bản năng để khám phá bản thân, định hình cái tôi, thì người phương Đông vốn bị cấm đoán và ràng buộc bởi siêu ngã, lại sử dụng bản năng như một cách để thỏa mãn. Cái tôi mờ nhạt, không đủ sức giúp ta dứt ra khỏi sự cám dỗ. Ta không biết khi nào nên dừng lại. Những lời dạy bảo, răn đe, những học thuyết có giá trị hàng ngàn năm không còn đủ sức chế ngự những nhu cầu ngày càng mãnh liệt. Con người muốn hưởng thụ, muốn có được vật chất, địa vị, danh vọng, muốn được ngưỡng mộ, thần tượng. Đâu còn ai quan tâm đến chính trực, ngay thẳng, nếu chính trực ngay thẳng không giúp họ được địa vị. Đâu còn ai quan tâm đến đạo lý, nếu đạo lý ngăn cản họ kiếm tiền. Siêu ngã sụp đổ, bản năng thắng thế, cái tôi biến mất trong sự tìm kiếm vô vọng của con người. Ngày qua ngày, chúng ta bằng lòng sống với những thành tựu tạm bợ, không thuộc về mình. Chúng ta ngụy tạo như thể mình đang vui vẻ, chúng ta giả vờ hạnh phúc. Nhưng không, chúng ta đang mất mát, mất đi chính cái cốt lõi làm cuộc đời chúng ta có ý nghĩa. Chúng ta dễ dãi chấp nhận những khẩu hiệu suông, những câu nói được khoác lên chiếc áo triết lý để che đi nội dung hời hợt. Chúng ta ưu tiên hưởng thụ thay vì cống hiến. Chúng ta chọn cách đốt tiền thay vì tạo dựng đồng tiền. Chúng ta chịu sự đồng hóa của vật chất mà chưa một lần bận tâm con người thật của mình đang ở đâu. Chúng ta chỉ quan tâm nhu cầu, chạy theo nhu cầu để thỏa mãn bản năng,
trong khi tinh thần ngày càng bệ rạc. Chúng ta đã sống quá lâu trong khuôn mẫu, đã chịu đựng sự quản thúc không tự do quá lâu. Đến khi bản năng được tháo củi sổ lòng, chúng ta điên cuồng tìm kiếm những cách thức nhanh chóng thỏa mãn bản năng đạt đói khát. Cuối cùng, có thể chúng ta vẫn đạt được nhu cầu mong muốn, nhưng đó chưa bao giờ là khả năng thực sự, chưa bao giờ là con người thực sự. Xã hội có quá nhiều người rơi vào tình trạng như thế là xã hội của sự giả tạo, xã hội được điều khiển, duy trì bởi những con người giả tạo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương 1 của cuốn sách Chết bởi giả tạo của tác giả Phạm Sĩ Thanh, được phát sóng độc quyền trên Skybook Radio. Phần tiếp theo của chương 1 sẽ được lên sóng vào lúc 21 giờ thứ ba tuần tới các bạn nha. Mời bạn cùng đón nghe và đừng quên like, share và comment góp ý dành cho kênh bạn nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.